để làm và bán được những bộ cao cấp như tay 14 này thì nó đòi hỏi một đẳng cấp rất là khác nha mọi người nha. Như bộ này hiện tại là 89.900 cho bộ tay 14 này, và Mộc cũng đã bán cho khách rồi. Nghĩa là khách hàng của Mộc, như Mộc nói là mọi người đi mua hàng, mấy hàng mà mắc tiền hay là hàng đắt tiền ấy, thì mọi người có thể coi từ hàng Mộc chưa sơn. Đấy, coi từ hàng Mộc chưa sơn và ký tên. Xong sau đó thì khi mà Mộc sơn thì Mộc sẽ sơn thôi. Đấy, như khách này của Mộc thì coi ký từ hàng Mộc chưa sơn rồi. Đấy, và cách coi vân thì Mộc nói là coi vân mặt trên này. Đấy, nó căng lên nha, lật dưới mặt dưới cho mọi người coi luôn, để Mộc khoe chữ ký mọi người. Đấy, khách ký tên này. Đấy, xong ghi ngày tháng này. Đấy, ghi mấy chữ nữa. Còn khi sơn thì Mộc cũng sơn lót dưới gầm rồi nha. Vân cũng căng căng lên này mọi người thấy không? Đấy, và mặt bàn mặt ghế của bộ này thì là mặt 3 phân đặc nguyên khối. Và như bộ này là tay 14, 89.900, hàng này thì đều được thủ công bằng tay. Đó, nên rất là đẹp luôn. Đây cho mọi người coi mẫu đèo này đục. Nói chung là đèo này đục thì đơn giản mà đẹp. Và hàng này thì như Mộc nói là hàng cao cấp. Thì Mộc nói là một bộ ghế cao cấp ấy, nó đòi hỏi rất là nhiều tiêu chí. Và khi mà Mộc làm ấy thì Mộc và những thợ của Mộc sẽ phải tính toán. Nghĩa là mọi người biết là cái bộ ghế ấy, khi mà mọi người ngồi ấy, cái thứ nhất là cao cấp, mắc tiền hay rẻ tiền không biết, nhưng mà ngồi vô là phải thoải mái. Đấy, chứ mắc tiền mà ngồi không thoải mái không vứt đi. Đấy, bởi vì từ đất cao lên tới đây là phải cân đứng sao chân nó vô vừa đúng cái khớp mà. Đấy, ngồi thoải mái, dựa lưng, chiều lưng đủ sâu. Và khi mà nó ngả ra, hai tay kê là cũng phải vừa đúng cái khớp tay như thế này. Tay không được cao quá cũng không được thấp quá, thấp quá cũng không được mà cao quá cũng không được. Đòi hỏi tiêu chí là những tiêu chí như vậy. Kê gối đầu là phải vừa thẳng để gối. Đấy, xong rồi gỗ phơi phải khô, tiêu chuẩn phơi là như thế nào để đạt đủ độ khô. Khi làm các nét làm như thế nào, có khít không. Đây cho mọi người coi các nét làm, các khớp làm phải cực kỳ khít. Đấy, và cây phải khô thì làm nó mới khít sau này, chứ không thôi sau này nó dẹn, nó hở giật ra cũng bằng thừa. Nét sơn, sơn có đẹp không, các nét làm có quật có sạch không. Đấy, chứ sơn mà lông lông chè lỗ bên trong này mà còn lông này cũng không có được. Đấy, nên đòi hỏi khi mà làm ấy là rất là nhiều tiêu chí để làm nên một bộ ghế đẹp, chứ không phải là cứ làm vô nhìn bộ ghế tới cứ to to hoàn chỉnh không ngồi kê vô sang nhà được nha. Chẳng hạn làm cái chiều cao không được, ngồi vô cũng không thoải mái, vứt đi, cho bộ 500-700 triệu vứt đi hết. Đấy, nên để làm được những cái bộ ghế mà làm đúng tiêu chuẩn theo kiểu hàng đặt như thế này ấy, thì nó là một đẳng cấp rất là khác. Đấy, chứ nhiều khách gọi cũng có tiền ấy, có chút tiền ấy, xong rồi đi mua thì cứ ra ngoài xong rồi thấy bộ nào to to hoàn tráng rồi vô mua kê nhà để khè người ta thôi. Nhưng về kỹ thuật đóng ấy thì mua phải mấy bộ kỹ thuật rổm. Kê một bộ 500-700 triệu trong nhà nhìn cứ tưởng là sang, cứ tưởng là oai mà mẹ mua toàn hàng chợ hàng rổm không. Gặp ba cái thằng thợ rổm nó đóng, thợ rốt nó đóng cho thì Mộc cái chứng kiến và Mộc cái thấy rất là nhiều nha mọi người nha, chứ không phải là Mộc không có mà Mộc nói nha. Đấy, chứ không phải là cứ có tiền là đi mua là thông minh đâu nha mọi người nha. Đấy, có tiền mày rốt thì đi mua mẹ cũng bị nó lừa như thường à, mua phải mấy bộ hàng rổm thì tất nhiên là thôi mua phải hàng rổm thì mình rút kinh nghiệm cho đợt mua lần sau. Đấy, chứ nhiều khi khách hàng kêu Mộc ấy, Mộc nói là Mộc làm vậy rất là nhiều người gửi mua bộ ghế ở các khớp ghép nó dạng ra tỏ xé ra xong rồi nọ mà mua tiền mấy trăm triệu á, chứ không phải rẻ đâu nha. Xong rồi vô kêu Mộc cái này sao, bộ này giá như thế nào, ăn mua vậy hợp lý không, mua rồi thì nói làm cái gì nữa, mua mắc cũng phải chịu, mua phải hàng rổm cũng phải chịu thôi, chứ mua rồi thì mình không làm giá được. Đấy, nên nhiều khi đi mua ấy mọi người cứ coi clip của Mộc. Mộc có chỉ cho mọi người coi đồ gỗ rồi nó rất là nhiều. Đấy, thì mọi người cứ coi thì mọi người tham khảo hay mọi người học hỏi cách để mọi người đi coi một bộ ghế đẹp thôi. Đấy, như một bộ này tay 14 là 89.900 nha, đã bán sát rồi. Và bộ này nếu mà để phòng khách mọi người, nó che chiếm diện tích,
là chiều dài này là 3m2 này, chiều ngang là 3m5, và cái băng ghế dài này là dài 2m27, sâu là 81. Cái đáy mặt này từ bên trong này ra ngoài này là 58,5. 58,5. Sâu mọi người, mặt bề mặt ghế nguyên tấm 3 phân. Hai cái ghế đơn là ngang 1m01, sâu 81 và cao từ đất lên trên đây là 1m28. Bề này là ngang 1m58. Ngang quay là 84. Hai cái đôn này thì là 58 vuông. Và 89,9 triệu cho bộ này. Đấy, hàng đặt đóng nhé mọi người. Và làm kỹ thuật cực kỳ cao luôn. Mọi người coi tham khảo thử. Nhiều người vô kêu mộc kêu về vô trẻ giá ép giá mà. Họ nói là mộc làm đâu có thiếu khách đâu. Thật sự mọi người làm là phải đợi. Như những bộ mà khách đa hàng đặt ấy, mộc đặt mộc làm ấy, đợi về 2 tháng rưỡi 3 tháng. Muốn mà mộc làm cho bộ đấy ấy, là phải đợi như vậy. Còn không thì thôi đi mua chỗ khác, bởi vì không có sẵn hàng. Còn những hàng mà đặt theo yêu cầu hay những mẫu mà độc độc ấy, đấy, đúng phải là vô ép giá. Ép giá thì quan trọng mọi người đi. Mộc nói là những hàng mà bán đồ rẻ rẻ ấy, thì hay là nó bán thành chợ ấy, không có thương hiệu, thì mọi người ép tới nào cũng được. Còn mộc ấy, mộc cũng đã xây dựng thương hiệu uy tín của mộc. Với cả nữa là đẳng cấp của mộc nó lên rất khác rồi. Với cả nữa là mộc bán thực sự là giá rất là hợp lý luôn. Giá tận xưởng sản xuất mà. Thì mọi người cứ coi tham khảo thôi. Hàng đẹp thì khỏi phải bàn. Đó, vậy nhé mọi người nha. Chào mọi người.